hôm nay Long Hoa xin giới thiệu đến anh chị cô chú một một thửa đất vườn tọa lạc tại thị trấn Ngãi Gia, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và đất của chúng ta là phủ hồng toàn bộ, có tổng diện tích là 521 m2. Hiện tại thì đất của mình là chưa có thổ cư ha anh chị, nhưng mà đất mình phủ hồng đất ở đô thị ODT, và mình có thể là lên thổ cư trực tiếp ha anh chị ha. Giá mà lên thổ cư ở khu vực này nó rơi vào khoảng 120 triệu trên 100 m2 ha anh chị ha. Và hiện tại trên đất của chúng ta đang có một cái nhà mát. Cái diện tích của cái nhà, diện tích sàn của cái nhà mát này á là khoảng 35 m2 ha anh chị, ngang 4 m và dài là khoảng cỡ gần 9 m ha. Rồi phía sau của mình là có một cái nhà vệ sinh, rồi có bồn nước đồ luôn. Ở đây thì nó chỉ thiếu một cái nhà nữa thôi. Lý do mà chủ bán cái căn nhà này là do ôm quá nhiều đất và cũng đang kẹt tiền để mà gồng gánh lãi ngân hàng. Thì như anh chị cô chú mình được biết, tại thời điểm gần đây đất đai nó cũng đứng, và một số nhà đầu tư hiện đang gom quá nhiều đất đó, cho nên là người ta bị kẹt cái tiền để đóng tiền lãi. Thì bây giờ chủ mới rao bán cái thửa đất có nhà mát, có nhà vệ sinh, rồi đã xây tường rào bốn bên, tường rào cao khoảng gần 3 m ha, tường rào cao gần 3 m, với giá chỉ có 2,6 tỷ thôi ha anh chị. Và nó nằm rất là sát với lại công ty Misen, sát với lại thị trấn Ngãi Giao của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu này. Di chuyển ra trung tâm, ra chợ, ra trường học trong tầm khoảng 2 phút thôi, tầm khoảng 1 km thôi là anh chị đã di chuyển ra những tiện ích để phục vụ cho nhu cầu sống của con người rồi ha. Mời anh chị cô chú mình cùng xem hết video tiếp theo qua phần quang cảnh xung quanh. Trước mặt anh chị cô chú là trung tâm thương mại thuộc thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu này ha anh chị. Rồi bây giờ Long Hoài di chuyển từ vị trí này để vào đất. Thì từ vị trí đây di chuyển vào đất mình mất tầm khoảng 2 phút thôi anh chị ha. Tầm khoảng 500 m thôi. Kế bên nó có ngân hàng Agribank. Nói chung ở thị trấn Ngãi Giao này thì đầy đủ các ngân hàng, rồi trung tâm thương mại, rồi chợ, rồi bệnh viện. Kế trung tâm thương mại là mình cũng có bệnh viện luôn ha anh chị, có trung tâm y tế và có bệnh viện. Thì bệnh viện thì hiện tại Châu Đức đang xây một cái bệnh viện mới ha anh chị, và cũng nằm gần ở khu vực này luôn. Con đường mà chúng ta đang đi là con đường Mỹ Xuân Ngãi Giao, con đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh luôn ha, nối với hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai. Hướng mà Long Hòa đang di chuyển ở đây, mình chạy thẳng tầm khoảng 10 km thôi là mình sẽ ra tới quốc lộ 51, ra khu công nghiệp Mỹ Xuân. Đoạn đường này thì lưu lượng xe cộ đi lại rất là đông, ở đây thì cũng có cây xăng, rồi hoạt động kinh doanh buôn bán khu vực này rất là tấp nập ha. Di chuyển tầm khoảng vài trăm mét nữa thôi anh chị sẽ tới công ty Misen. Công ty Misen là công ty có sức chứa hơn 10.000 lao động tại khu vực này. Ngay đèn xanh đèn đỏ này, bên tay trái màn hình của anh chị, mình chạy thẳng một đường mình sẽ về tới khu công nghiệp Sona Deji Châu Đức ha anh chị. Thì từ vị trí này cách khu công nghiệp Sona Deji Châu Đức là tầm khoảng 6 km thôi. Đó, theo hướng này nè. Còn đất của chúng ta là bên tay phải màn hình ha anh chị ha. Vị trí đất của chúng ta cách cái ngã tư này là tầm khoảng 300 m thôi là mình sẽ tới cái ngã tư này. Nhưng mà bây giờ Long Hoài xin chạy thêm một đoạn nữa để về tới công ty Misen, để anh chị cô chú mình tiện hình dung hơn ha. Lưu lượng xe cộ trên trục đường này rất là đông anh chị ạ. Tại vì nó cũng là một con đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh, cho nên là xe đò, xe tải, xe container chạy rất là nhiều. Đó, hình ảnh trước mặt anh chị cô chú là công ty Misen ha. Thì Misen là công ty sản xuất nhẹ, chuyên về dệt và may, hút rất là nhiều lượng lao động ở đây, cho nên là nhu cầu nhà ở đây cũng rất là cao. Đối diện đây thì có cây xăng nè. Gần dưới đây thì mình có một cái hồ, đó là hồ núi Nhan. Và quang cảnh xung quanh ở đây thì rất là nhiều homestay, nhà vườn đẹp mọc ra ở khu vực này ha anh chị. Đó, bên đây là nhà vườn nè.
Rồi ngay đây thì có cái hồ. Rồi mình chạy thẳng lên thì mình sẽ gặp công ty Hoa Anh Đào. Thì công ty Hoa Anh Đào là công ty cũng thu hút rất là nhiều lượng lao động tại khu vực này. Đó, đây là công ty Hoa Anh Đào anh chị ha. Rồi từ công ty Misen Long Hoài quay ngược lại cái ngã tư lúc nãy ha anh chị, để mình vào vị trí đất để anh chị cô chú mình tiện hình dung hơn ha. Đó, ở đây thì cũng có hệ thống camera giám sát an ninh nè. À, con đường này có tên gọi khác là con đường quốc lộ 56B ha anh chị ha. Chạy thẳng thì mình sẽ về tới tới đường Bầu Cạn để về sân bay Long Thành. Vị trí đất mà ngày hôm nay cất cách sân bay Long Thành là tầm khoảng 12 km thôi anh chị ạ. Rồi mình quẹo vào con đường này là mình sẽ vào tới vị trí đất rồi ha. Xung quanh mình là có dân cư, mật độ dân số ở đây thì nhà cách nhà tầm khoảng 50m là có nhà rồi. Rồi đây là nhân vật chính của chúng ta ha. Thửa đất của chúng ta nằm trên một trục đường nhựa ha anh chị. Và từ vị trí mà thửa đất của chúng ta di chuyển ra cho tới con đường quốc lộ 56B, thì đoạn đường quốc lộ 56B là đoạn nối giữa đường Bầu Cạn để về tới khu nghiệp Sona De Di Châu Đức. Và từ vị trí thửa đất đây tới con đường 56B chúng ta chỉ mất tầm khoảng là 200m thôi anh chị, ngay chỗ cái nhà máy Thái đó anh chị. À, là tầm khoảng 200m thôi là chúng ta đã ra tới con đường 56B rồi ha. Đoạn đường 56B là đoạn đường rất là rộng lớn. Và từ vị trí thửa đất của chúng ta mà di chuyển ra cho tới công ty Misen, thì công ty Misen là ngay chỗ cái máy đó, cái máy ngói đó anh chị, đó cái máy tôn đó ha, đó là công ty Misen rồi. Đứng đây thì mình cũng thấy cũng được công ty Misen. Thì công ty Misen là công ty có sức chứa hơn 10.000 lao động tại khu vực này ha anh chị. Con xin giới thiệu về công ty Misen thêm. Công ty Misen là công ty sản xuất nhẹ ha anh chị ha, công ty công nghiệp sản xuất nhẹ, chủ yếu là dệt vải rồi thôi, nó không có gây ô nhiễm và nó thân thiện với môi trường ha anh chị. Gần đây thì nó cũng có thêm công ty Hoa Anh Đào, và gần đây nữa thì mình có một cái hồ, cái hồ Núi Nhan, cái hồ có tên gọi là Núi Nhan, như đoạn Long Hoài quay quang cảnh xung quanh trước đó để anh chị cô chú mình đã tiện hình dung rồi đó. Và trước đất của chúng ta là có bóng điện nè, có điện đường nè, rồi có dây wifi chiếu sáng. Hướng đó mình đi thẳng ra là mình sẽ ra tới đường quốc lộ 56B rồi ha. Và cái hướng trong này là mình đi thẳng vô đây là mình sẽ ra tới cái hồ Núi Nhan ha anh chị. Đó, cái hồ Núi Nhan. Đó, nói chung là đường nào thì mình cũng kết nối giao thông rất thuận lợi. Và mặt đường của chúng ta là mặt đường nhựa rộng 6m ha. Hiện tại thì đất của chúng ta không vướng trụ điện nè, không vướng hố ga gì hết, và đã được xây tường rào lại bốn bên hết rồi, có cổng rào rất là kiên cố luôn. Và đất của chúng ta là xây về hướng bắc ha anh chị, xây về hướng bắc. Bề ngang thửa đất của chúng ta là được 11m, bắt đầu từ cái cạnh bên này, mình đổ qua bên cạnh bên này là mình được 11m ha. Và mỗi cạnh của mình là khoảng 46m ha anh chị, và đã được xây tường rào hết rồi. Bên đây cũng xây tường rào hết rồi. Rồi bên kia cũng xây tường rào hết ha. Phía trước của mình cũng có cổng rất là kiên cố. Cổng ở đây chủ chừa khoảng hơn 4m ha anh chị. Cửa bốn cánh nè. Ở trên là chiều cao của nó nè. Một dàn bông giấy. Rồi mình bước vào. Bước vào đập vào mắt của chúng ta là những cái cây kiểng ha. Đó, đây cây kiển. Rồi đây là có cái nhà mát. Thì tổng diện tích của cái nhà mát này tầm khoảng 35m², bề ngang của mình là 4m và dài của mình là gần 9m ha. Được ở trên thì có mái ngói. Đó. Rồi có mái che, rồi có bắt hệ thống điện. Trụ thì bằng gỗ ha anh chị. Gỗ xưa. Gạch thì gạch tàu. Đó, gạch tàu. Ngay chỗ đây thì chủ mới làm một cái bồn để rửa chén, để rửa chén để sinh hoạt. Rồi đường dây điện. Rồi còn bên hông này á, là những cái cây
cây ăn trái như xoài nè, sabuche nè, xoài sabuche được 4 cây ha. Rồi những cái khoảng trống như thế này nè, anh chị cô chú mình có thể là mình trồng xen kẽ rau vô đây đó. Ở đây là có cái bồn rồi nè, khoảng trống này thì anh chị cô chú mình có thể là mình trồng rau để mình lấy rau, cung cấp rau sạch cho mình ha. Đó. Ở đây thì có cái giếng nè anh chị, đó, cái giếng lấy nước lên, đó, nước để mình tưới cho cây trồng, tưới cho rau. Thì nếu như anh chị cô chú mình sau này mà mình muốn xây dựng nhà thì mình xây dựng cái phía sau này ha. Tại vì ở khúc ở phía sau này nó còn gần khoảng 300 mấy mét vuông nữa. Đó, gần khoảng 300 mấy mét vuông ha. Thì ở phía sau này mình có thể là xây một cái nhà kiểu như nhà ba gian, hoặc là mình xây liền với lại cái nhà mát này nè. Đó, cái nhà mát này là 35 mét vuông rồi. Đó, thì mình xây cái mình sinh hoạt ở đây. Đó. Còn mình xây những cái phòng. Đó, thì những cái phòng của mình, phòng ngủ đồ này kia đó. Đó là mình phòng ngủ nè. Đó là mình xây khu vực này. Đó. Còn đã có sẵn toilet rồi, toilet là ở cuối đất luôn ha anh chị. Đó, ngay chỗ đó là có cuối đất của mình là có toilet rồi, có bồn nước rồi sẵn hết rồi ha. Đó, phía sau thì mình có thể rào lại xung quanh để mình nuôi vài con gà. Cái thửa đất ngày hôm nay nó có một cái rất là hay. Vì di chuyển ra tới chợ, di chuyển ra tới trường học, di chuyển đi tất cả các xã của thị trấn Ngãi Gia của huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này cũng rất là gần. Tại vì nó nằm ở trên gần với lại trục đường liên xã liên huyện, liên tỉnh luôn anh chị. Từ vị trí thửa đất của chúng ta mà di chuyển ra cho tới công ty Misen thì anh chị cô chú mình chạy thẳng theo một trục đường nhựa như lúc nãy đó, là mình đã ra tới con đường Mỹ Xuân ở Giao Hòa Bình để về tới bên tay trái màn hình của mình là về tới Xuyên Mộc, rồi bên tay phải màn hình của mình là về tới ngã ba Mỹ Xuân để về quốc lộ 51 về tới thành phố Hồ Chí Minh. À, cũng rất là gần. Thì từ vị trí thửa đất của chúng ta mà di chuyển ra cho tới thành phố Hồ Chí Minh mình mất tầm khoảng 65 km thôi. À, rồi vị trí thửa đất của chúng ta cách sân bay Long Thành là tầm khoảng 15 km thôi theo con đường quốc lộ 56 ha. Đường quốc lộ 56B là hướng này, đi thẳng ra khoảng 200m thì mình gặp đường quốc lộ 56B. Ở hướng này là mình về tới đường Bầu Cảng để về sân bay Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh hướng này. Còn hướng này mình chạy ra ngay đây là mình khoảng cỡ 400m là mình sẽ có, dưới 400m là mình sẽ có một cái ngã tư. Đó, chạy thẳng luôn là mình sẽ về tới khu công nghiệp Sona De Gea Châu Đức, cách vị trí đất cách khu công nghiệp Sona De Gea Châu Đức tầm khoảng 6km thôi là anh chị đã ra tới khu công nghiệp Sona De Gea Châu Đức rồi ha. Còn nếu như mình anh chị chạy thẳng theo hướng đó thì mình sẽ về tới chợ Ngãi Gia như đoạn video clip lúc nãy là ngoài quay ha. Ở đây á, cái vị trí đất của chúng ta là nó nằm ở trên cao. À, vị trí đất của chúng ta là nằm trên cao, đỡ được cái phần ngập lụt ha anh chị ha. Mà nó cũng gió nữa. Đó, chúng ta đón gió vô. Đó, như Long Hoài đang đứng nè. Anh chị thấy không? Cây cối nè. À, ở trên cao. Đó, mình có thể nhìn xuống dưới nè. Cái cảnh nó cũng như Đà Lạt vậy đó. À, là gió nó mát ha. À, lô đất này thì nó chỉ thiếu một cái căn nhà nữa thôi. À, ví dụ như anh chị cô chú mình xây một căn nhà khúc phía sau này nè. Còn cái khúc phía sau này là xây nhà ha. Xây mấy phòng ở. Rồi để ngủ. Còn phía trước này thì mình có thể là mình sinh hoạt ở đây. Đó, để mấy cái bàn, bộ bàn để sinh hoạt đây, nấu nướng đây, BBQ. Còn khúc chỗ này thì mình để xe ha, xe ô tô. Cũng chỗ này cũng rất là rộng rãi luôn. À, do là chủ cũng quá nhiều thời gian cho nên là không chăm sóc kịp. Cho nên là để cây cối rồi nó cỏ rồi nó mọc nó hơi nhiều, nhìn nó hơi hoang sơ đúng không anh chị? Rồi, bây giờ Long Hoài xin gửi sổ để anh chị cô chú mình tiện hình dung ha. Sau đó thì Long Hoài sẽ gửi vị trí trên Google Maps. Còn đây là hình dáng thửa đất ha anh chị. À, đất của chúng ta phủ hồng toàn bộ. Khu vực này thì cũng phủ hồng toàn bộ ha. Phủ hồng ODT, lên thổ cư trực tiếp. Đây là sổ sách ha. Lô đất này được chủ rao bán với giá là 2 tỷ 6 cho tổng diện tích là 521m2. À, trong đó bề ngang của mình là được 11m và cạnh của mình là 46m ha, gần 47m. À, thuộc thị trấn Ngãi Gia, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Anh chị cô chú mình đang quan tâm một thửa đất như thế này thì có thể liên hệ với số điện thoại của Long Hoài, số 0933609672. Kênh Bất Động Sản Long Hoài rất vui nhận được những ý kiến đóng góp của quý anh chị cô chú để kênh Bất Động Sản Long Hoài ngày càng hoàn thiện mình hơn. Nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản.